Cảm ơn quý vị. Và trước hết chúng tôi cũng xin chân thành cáo lỗi so với cái thời quá biểu mà chúng ta dự định là để mở màn đó. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách chúng ta cùng đứng lên để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính mời quý vị. Xin mời ca sĩ Ái Phương. Vâng, thưa quý vị, để bắt đầu cho buổi tiệc gây quỹ tối ngày hôm nay của luật sư Trần Thái Văn, chúng ta xin cùng nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm! Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Cảm ơn ca sĩ Ái Phương. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi xin trân trọng kính mời luật sư Kristen Lê Công sẽ cùng gửi đến chúng ta phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta cùng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tất cả các vị anh linh, những người anh hùng, tử sĩ đã bỏ mình để bảo vệ cho đất nước non sông để chúng ta có được ngày hôm nay. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
phút mặc niệm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Kính mời quý vị an toàn. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin được trân trọng thay mặt cho luật sư Nguyễn Phương Trần Thái Ban và ban tổ chức tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị đã đến đây cùng chung vui trong buổi tối thứ sáu, một buổi tối lẽ ra là chúng ta sẽ dành thời gian cho gia đình và bạn bè, nhưng chúng ta đã bỏ thì giờ đến đây để cùng chia sẻ những phút giây này với luật sư Trần Thái Ban. Chúng tôi xin trân trọng và chúng tôi ghi nhận được sự hiện diện quý báu của các vị nhân cử gốc Việt của chúng ta. Trước hết là dân biểu tiểu bang California, dân biểu Tạ Đức Trí, luật sư Andrew Đỗ cũng có mặt trong ngày hôm nay. Cựu dân biểu tiểu bang ông Tyler Diệp cũng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thị trưởng thành phố Westminster ông Charlie Chí Nguyễn, phó thị trưởng thành phố Westminster ông Nguyễn Nam Quang, ông Andrew Nguyễn của Midway City, luật sư Đi Nam Nguyễn cũng có hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay cùng với nghị viên thành phố Garden Grove ông Joe Đỗ Bình. Chúng tôi cũng ghi nhận sự hiện diện của luật sư Nguyễn Quốc Lân, cô Daisy Tấn. Đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay còn có sự hiện diện của ni sư Bích Liên và linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn. Ngoài ra chúng tôi còn có sự hiện diện của rất đông đảo các đại diện các tôn giáo cũng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và vì thời lượng có hạn, chúng tôi xin không nêu danh tánh của quý vị, xin niệm tình tha thứ. Vâng thưa quý vị, tối ngày hôm nay chúng ta cùng đến đây để cùng đóng góp phần của mình vào với cái niềm vui đối với luật sư Trần Thái Ban. Với một cái chức vụ mà chắc chắn rằng cho đến giờ phút này, theo như nhận định của những người thân quen của chúng tôi và chúng tôi đã tìm hiểu trong thời gian vừa qua, thì chắc là khó có ai có đủ tư cách để có thể kế nhiệm một chức vụ quan trọng sau khi luật sư Andrew Đỗ hết thời gian làm việc với chức vụ là giám sát địa hạt bộ của Cam. Vâng thưa quý vị, cộng đồng chúng ta đang tiến vào những ngày tháng tư, thời gian mà tất cả mọi người chúng ta cùng tưởng niệm 47 năm ngày chúng ta phải xa quê hương. Chúng ta cùng nhớ đến những thời khắc và thủ đô Sài Gòn yêu dấu của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã rơi vào tay cộng sản. Suốt 47 năm qua, cộng đồng người Việt của chúng ta đã chứng tỏ cho các cộng đồng bạn ở khắp nơi, ở nhiều thành phố và các tiểu bang tại Hoa Kỳ sức vững mạnh và sự vươn lên không ngừng của cộng đồng chúng ta về mọi lĩnh vực văn hóa, chính trị, xã hội. Chúng ta đã ghi nhận rất nhiều các thành tích của các con em của chúng ta từ những ngày đầu tiên. Cho dù là có những người vừa mới nhập cư đến Hoa Kỳ 5-3 năm, nhưng các em đã tạo ra những thành tích đáng kể trong vấn đề học tập. Đó là một sự đánh giá chung của cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Tuy nhiên, muốn có một sức mạnh to lớn như ngày hôm nay, chúng ta cũng đã trải qua nhiều cuộc tranh đấu, và đau đớn nhất là những cuộc tranh đấu với chính nội tại cộng đồng chúng ta, với những khuynh hướng chính trị khác nhau trong cộng đồng. Và đó là điều làm cho cộng đồng chúng ta đau đớn nhất. Tuy nhiên, đó là một nhận định, không phải là một nhận định tiêu cực, thưa quý vị. Chúng ta nhìn nhận điều đó, và tôi xin sử dụng một hình ảnh. Một con rắn, khi nó muốn trưởng thành, nó muốn lớn lên, nó phải trải qua rất nhiều đợt lột xác, đau đớn, để có thể trưởng thành. Cộng đồng chúng ta cũng vậy, cũng đã từng trải qua những cuộc đấu tranh ngay trong nội tại cộng đồng với những khuynh hướng chính trị khác nhau, của những bài phái khác nhau. Và cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn giữ được tinh thần cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại là trên hết. Và điều đó đã chứng minh từ những ngày đầu tiên với một nghị viên đầu tiên gốc Việt, cựu nghị viên Tony Lâm, cho đến nay thì cộng đồng chúng ta đã chứng kiến trong cộng đồng mình đã có trên dưới gần 30 các vị dân cử trẻ tuổi, năng nổ và có trình độ để có thể tiếp nối những bước đường của cha anh. Đây là một điều hãnh diện nhất, và chắc chắn rằng tối ngày hôm nay tất cả quý vị và các bậc trưởng thượng, quý vị nhân sĩ trong cộng đồng chúng ta cùng ở đây, ít nhất thì chúng ta cùng chung một quan điểm xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn. Vâng thưa quý vị, trong niềm tin đó thì tối ngày hôm nay buổi lễ gây quỹ
để luật sư Trần Thái Văn có thể ứng cử vào một chức vụ quan trọng với cái tầm vóc quan trọng như thế nào, chắc lát ở đây luật sư Trần Thái Văn sẽ trình bày cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng biết rằng để thế kế thừa một cái chức vụ quan trọng và mang lại nhiều nguồn lợi cho cộng đồng thì không còn ai xứng đáng hơn luật sư Trần Thái Văn. Chúng tôi xin giới thiệu đến cùng quý vị một vài nét về tiểu sử của luật sư Trần Thái Văn. Luật sư Trần Thái Văn hiện nay là chánh văn phòng của Phó Chủ tịch Giám sát viên quận Cam, luật sư Anh Du Đỗ. Ông cũng là giám đốc đại diện về hạ cố của cơ quan thủy cục quận Cam. Luật sư Văn đã phục vụ toàn bộ 3 nhiệm kỳ dân biểu tiểu bang California từ năm 2004 đến năm 2010. Ông đã đại diện cho địa hạt dân biểu thứ 68 tại quận hạt Orange, California, bao gồm toàn thể hoặc từng phần của những thành phố như là Anaheim, Costa Mesa, Fountain Valley, Garden Grove, Newport Beach, Stanton, Santa Ana, Westminster và Midway City với khoảng 500.000 dân. Là thành viên của ngành lập pháp California thì luật sư Văn đã từng giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Tư pháp. Ông cũng đã phục vụ trong những ủy ban lập pháp như là Ủy ban Tiện ích công cộng và thương mại, ngân hàng và tài chính, môi trường và chất lượng lao động, tổ chức chính quyền. Ngoài ra, ông Văn còn được vị chủ tịch Hạ viện California bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về mậu dịch quốc tế. Trong cương vị là chủ tịch, luật sư Văn đã tích cực hỗ trợ thành ngành lập pháp trong việc phát triển một chính sách mậu dịch và đầu tư toàn diện cho California. Ông cũng đã cầm đầu rất nhiều các phái đoàn lãnh đạo trong giới chức chính quyền và doanh nghiệp xuất phát từ California và đã đón tiếp những phái đoàn tương tự đến với tiểu bang này nhằm mục đích quét trương các mối quan hệ mậu dịch và văn hóa một cách tốt đẹp hơn. Từ năm 2000 đến năm 2004, luật sư Văn đã là nghị viên hội đồng nghị viên thành phố và là phó thị trưởng thành phố Garden Grove, thu thập được số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử bầu cử nghị viên vào thời điểm đó của thành phố. Và ông cũng đã phụ trách chức năng ủy viên quy hoạch của Garden Grove từ năm 1999 đến năm 2000. Ông là hội viên sáng lập của một tổ chức danh tiếng được biết là Hội đồng các lãnh tụ chính trị trẻ của Hoa Kỳ, viết tắt là ACYPL, và là đại biểu cho Hội nghị các lãnh tụ trẻ năm 2002 do American Swiss Foundation tổ chức. Luật sư Văn cũng đã tiếp nhận rất nhiều các bằng khen thưởng cho vai trò lãnh đạo trên phương diện dân vụ và cho những cống hiến có giá trị trong hơn 30 năm phục vụ không mệt mỏi cho cộng đồng qua những chức vụ dân cử của mình. Trong khoảng thời gian dẫn dắt đến cuộc bầu cử lịch sử đầy ý nghĩa cho một công dân người Mỹ gốc Việt đầu tiên đi tiên phong nhằm phục vụ trong ngành lập pháp cấp tiểu bang trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, luật sư Văn đã trở thành điểm tập trung trong công cuộc theo dõi, đưa tin và tường thuật với giới báo chí, truyền thanh, truyền hình quốc gia và quốc tế. Trong đó có thể liệt kê các cơ quan truyền thông báo chí danh tiếng tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, chẳng hạn như CNN, Fox News, Univision, C-SPAN, các đài quốc tế như là BBC London, VOA và RFI Bắc Quốc. Với tư cách của một nhà lập pháp California, luật sư Trần Thái Văn đã từng là một viên chức dân cử cao cấp người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nhiều thập niên vừa qua thì vấn đề dạy các hoạt động cộng đồng và tràn đầy những kinh nghiệm dân cử, ông Văn được tham khảo thường xuyên trong vai trò cố vấn chính trị, bán chính thức cho các viên chức dân cử từ cấp địa phương cho đến tiểu bang và liên bang về các vấn đề có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng đến cử tri của họ. Trong mùa bầu cử tổng thống năm 2012, ông đã được mời làm cố vấn chính trị chuyên nghiệp cho một số ứng cử viên lập pháp tiểu bang và tổng thống, kể cả những nỗ lực vận động cử tri đi bầu cho ứng cử viên tổng thống, cựu thống đốc Mitt Romney tại Ohio và Nevada. Luật sư Trần Thái Văn đã hoàn tất bằng cử nhân chính trị học tại University of California, Irvine, sau đó đã thu đạt bằng cao học về quản trị công quyền MPA, và kế đó là bằng tiến sĩ luật khoa JD tại Hamline University School of Law tại St. Paul, Minnesota. Ông đã có giấy phép hành nghề luật sư tại California và tại tòa địa hạt liên bang Hoa Kỳ Central District từ năm 1994. Luật sư Trần Thái Văn đã kết hôn với bà Cindy Trần là người của Sacramento và có 3 người con: Alex năm nay 15 tuổi, Sophie 14 tuổi và Emma 6 tuổi.
Vâng thưa quý vị, đó là sơ qua một vài nét về tiểu sử của lịch sử Thượng Đế Mạng. Và bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu và cùng chào đón luật sư Trần Thái Văn. Kính thưa quý vị, trong lúc mà các diễn giả, đặc biệt là luật sư Trần Thái Văn và một số các vị dân tưởng lên phát biểu, quý vị ngồi đưa quý vị tán thưởng, xin quý vị tự chế cái sự tán thưởng sau khi mọi người nói chuyện cho nó xong. Chúng ta xin tôi xin rất là cảm kích, rất là cảm ơn sư Lê Công Tâm, tức là anh Anh Dũng. Ngày hôm nay chúng tôi có cái cảm giác như là vì là đám cưới, như là chú rể vậy đó, tại vì ai cũng muốn chụp hình hết. Và chúng tôi cũng đi chào bạn nên rất là vui. Phải nói rằng trong cái công cuộc tranh cử này đó, có nhiều cái khó khăn và thử thách, nhưng mà chắc chắn rằng vào cuối ngày đó, chúng tôi không bao giờ quên cái sự thương mến, ủng hộ và cái tình bạn thân hữu trong nhiều thập niên vừa qua mà quý vị đã cho cá nhân tôi cũng như là gia đình của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị đã bỏ thời giờ đến ngày hôm nay. Kính thưa cha, kính thưa sư cô, kính thưa các bậc trưởng thượng và nhất là các đồng hương và các thân hữu, các vị dân cử. Trước hết chúng tôi xin phép giới thiệu một vài vị dân cử mà đã đồng hành với chúng tôi cũng như là các anh em dân cử đã phục vụ cộng đồng Việt Nam chúng ta. Nghị viên của thành phố Westminster, tân nghị viên AB Frank West. Where are you? Thank you for being here. Và một người chúng tôi cũng rất là hân hạnh đã tuyên thệ vào trong cái chức vụ là Director, là Giám đốc của cơ quan Sanitation District, đó là Mark Nguyễn và phu nhân. Well, Mark, thank you for being here. Mark, where are you? Cũng là một vị dân cử. Thì các anh em trẻ, như quý vị thấy, đã đem lại cái sức mạnh như là tiếng nói của cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong những thập niên vừa qua mà chúng tôi cố gắng hết sức để mà xây dựng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta một ngày một lớn mạnh hơn. Tất cả quý vị tại đây đều là cấp quý cũng như là thượng cấp của cá nhân tôi và gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đi từ xa đến. Trước hết chúng tôi không thể nào quên được gia đình bên sếp lớn, bên vợ nhà tôi, đó là bố mẹ ông bà Nguyễn Văn Nam từ Sacramento cũng có mặt, và cùng với hai người anh rể, anh Phục Kèo, đó là bác sĩ Đông và bác sĩ Dũng cũng từ Sacramento đến đây. Thank you so much. Không biết bạn có chèo thuyền xuống dưới miền Nam California không? Với quá nhiều nước mưa như vậy. Và chắc chắn bên ngoài của chúng tôi là bên mẹ của chúng tôi thì cũng có ông cậu Úc, đó là ông Dư Quốc Tài và mẹ Úc cũng đều có mặt, và các cousin cũng đều có mặt ở đây. Chào cậu Úc, cậu Tài. Cùng với bác sĩ Elizabeth, đó là bác sĩ ophthalmologist cũng đều có mặt, cùng với anh Ben là phụ tá phải không? Phụ tá của Liz, cũng như là bên ngoài có chú Tâm và chú Tâm và cô Hồng và rất nhiều các thân hữu và họ hàng đều có mặt ngày hôm nay cùng với vợ tôi. Một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn các tình nguyện viên và người mà đã phối hợp cho cái buổi tiền ký quỹ ngày hôm nay. Đó là Cindy. Thank you so much, Cindy, for helping me out. And lâu lâu đó Cindy cũng beat me up too, but that's okay. I need to beat him up sometimes, because you know, behind every straight man is a big woman. Don't worry about it. Nhưng mà chúng tôi có một cái bài diễn văn mình xin lên không tâm viết tới 6 trang lần, nhưng mà I hate with it, ok, mình sẽ để đó. Cảm ơn luật sư Tâm đã viết một cái bài diễn văn 6 trang. Nhưng mà ngày hôm nay, tối thứ 6 là một ngày vui, nhưng mà quan trọng không kém, thưa quý vị. Chúng tôi muốn nói lên cái sức mạnh
cũng như là cái lý do và cái nhu cầu cần thiết tại sao mà cộng đồng Việt Nam chúng ta phải có một vị giám sát viên kế nhiệm vị phó chủ tịch giám sát viên hiện giờ, đó là luật sư Andrew Đỗ, sẽ hết nhiệm kỳ và theo luật định không thể ra tranh cử được nữa vào năm 2024. Thưa quý vị, quận Cam, Orange County là cái quận lớn, nếu mà nói về dân số, thứ 5, thứ 6 trên toàn quốc Hoa Kỳ với hơn 3.2 triệu cư dân. Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ có đến hơn 3.000 quận hàng khác nhau, và nói về quận Cam, Orange County là lớn, hàng thứ 5, thứ 6. Bởi vậy nên nếu mà nói về ngân sách của cái quận này, thưa quý vị, đây là một cái quận phải nói rằng đó là có một cái ngân sách chỉ 5 vị giám sát viên mà thôi, 5 vị mà thôi, mà nếu mà mình nắm được 3 vị là mình nắm cái đa số, cái majority rồi, với một cái ngân sách khổng lồ từ 17 đến 18 tỷ Việt Kim mỗi năm, thưa quý vị. Bởi vì nó nói lên được cái nhu cầu và cái nguyện vọng, nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta cần phải có cái tiếng nói trong hội đồng giám sát quốc gia, thưa quý vị, về vấn đề an sinh xã hội, về vấn đề y tế, về vấn đề về công cộng, an ninh công cộng, về vấn đề homelessness là vô gia cư, và biết bao nhiêu những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thưa quý vị. Và cộng đồng Việt Nam trong cái địa hạt số 1 này có thể nói rằng là cái địa hạt có đông các cư dân người Mỹ gốc Việt và Việt Nam nhất ngoài Việt Nam trên toàn thế giới. Bởi vậy trong 8 năm, hơn 8 năm vừa qua, giám sát viên Andrew Đỗ đã tranh đấu không mệt mỏi và đã nói lên được cái sức mạnh của người Mỹ gốc Việt và cư dân Việt Nam ngay tại quận Cam. Và luật sư Andrew Đỗ muốn có một người sau khi mà hết nhiệm kỳ, chắc chắn là phải có một người Mỹ gốc Việt, người Việt Nam thay thế để mà chúng ta có một cái tiếng nói trong cái địa hạt này. Tại vì với mười mấy tỷ Mỹ Kim và tới những cái chương trình cũng như là dự án liên hệ đến các cư dân và cử tri trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là cử tri trong quận Cam, thưa quý vị, đây là cái mối sinh cũng như là một cái địa điểm rất là quan trọng để mà chúng ta có những cái sinh hoạt và cái tiếng nói đem lại dòng chính Hoa Kỳ. Bởi vậy nên chúng tôi rất là cảm ơn giám sát viên Andrew Đỗ đã thấy được cái điều quan trọng đó, và chúng tôi mong rằng là sẽ có một cái cơ hội với cái sự ủng hộ của toàn thể quý vị và các cử tri và cư dân trong địa hạt số 1 là khoảng 10 thành phố, hơn 700.000 cư dân, thì chúng ta sẽ có tiếp tục một cái tiếng nói để mà tranh đấu và tiếp tục đem lại những cái nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam của chúng ta đến ngay tại quận Cam. Và khi mà nói đến cái nguyện vọng đó hoặc là những cái dự án đó, thưa quý vị, thì chúng ta đang hỏi và nói về cái vấn đề gì, chúng tôi xin phép chia sẻ rất nhanh những cái legacy project mà chúng tôi nói là những cái dự án lâu dài mà giám sát viên Andrew Đỗ đã đang làm và biết rằng nó sẽ còn đòi hỏi thêm 7 đến 8 năm nữa mới hoàn tất. Có 3 đến 4, tối thiểu là 3 đến 4 những cái dự án, những cái project mà chúng tôi đang làm việc rất là sát cánh với văn phòng cũng như là với giám sát viên Andrew Đỗ, và chắc chắn rằng nó sẽ đem lại cái niềm hãnh diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Và đây là những cái dự án có thật chứ không phải có thể nữa, có thật, thưa quý vị, có thật. Thứ nhất, cái dự án mà chúng tôi đang làm việc cùng với các nhân viên trong quận cũng như là mong rằng là với thành phố Westminster và các cơ quan thiện nguyện, đó là xây một cái cổng, một cái archway gate, một cái cổng chào mừng Lê Đức Sài Gòn trên đường Bô Sa thật lớn. Và cái cổng này, thưa quý vị, đã được vẽ rồi, architect Nguyễn Hữu Đông đã vẽ rồi, và chúng tôi cũng có cái ngân sách hơn 1 triệu Mỹ Kim để mà xây cái cổng này. Và đó là cái sự ủng hộ của giám sát viên Andrew Đỗ khi mà chúng tôi
ra cái đề nghị này và anh nói là let's do it, we're gonna do it, và nó sẽ đặt một cái dấu ấn rất là lớn. Đây là một cái cầu khổng lồ của quý vị trên đại lộ Bô Sa, và trong những ngày tháng tới quý vị sẽ thấy quan trọng hơn nữa thưa quý vị, nhất là trong những gì mà anh Đăng Dũng nói khi mà chúng ta nghĩ đến ngày 30 tháng 4, tháng 4 đen, thì giám sát viên An Đức Đỗ cũng đã và chúng tôi sẽ tiếp tục những cái dự án mà anh đang làm và chúng tôi đang làm tiếp tục song song với anh cũng như là các nhân viên trong văn phòng, đó là xây dựng được một cái nghĩa trang mà hội đồng giám sát quận Cham đã chủ thuận và chấp thuận rồi. Chúng ta có đất, chúng ta có ngân sách để mà xây một cái nghĩa trang tại thành phố Anaheim thưa quý vị, với 30 mẫu cho quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Cái việc này chúng ta đã có đất và sẽ có ngân sách để làm cái việc này ngay tại thành phố ở Anaheim. Và quý vị, nếu mà quý vị lái xe trên đường 91 về Riverside, quý vị sẽ thấy một cái lá cờ Mỹ rất là lớn, và đó là cái nghĩa trang hơn 200 mẫu mà hội đồng giám sát Trung Trang đã chấp thuận, và đây là cái nghĩa trang đầu tiên, có thể nói đầu tiên tại ủy ban California mà chính quyền thượng quận đã chấp thuận. Và tất cả những gia đình thân nhân không riêng gì của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà quân nhân kháng chiến và thân hưởng của họ đều hưởng được cái nghi thức này. Bởi vậy đây sẽ là một cái trung tâm mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ đem và thu hút lại rất nhiều các gia đình và các thân nhân của chúng ta mà đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu trong những thập niên vừa qua trong thời chiến tranh Việt Nam để mà chúng ta có được ngày hôm nay thưa quý vị. Và sau hết, một trong những cái legacy project hoặc là một cái dự án lâu dài mà giám sát viên Andrew Đỗ cũng chia sẻ với cá nhân tôi, và tôi đang tiếp tục cái dự án này, và cái dự án này nó sẽ đòi hỏi 6 đến 8 năm nữa từ quý vị, nhưng mà nó hay lắm, nó rất là hay và rất là đẹp, và nó sẽ đặt cái khu vực Lê Đô Sài Gòn, cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đúng là thủ đô tị nạn và đúng là thủ đô tinh thần của người Việt Nam yêu chuộng tự do tại đây. Quý vị biết thành phố Fountain Valley là thành phố nằm ở trong cái địa hạt số 1 của giám sát viên Andrew Đỗ, ngay tại trung tâm của thành phố Fountain Valley là có một cái công viên rất là lớn. Cái công viên này là sở hữu của quận, gọi là Miles Square Park, dưới cái thẩm quyền của quận. Miles Square Park là một cái công viên rất là lớn và đã là nơi mà đã thu hút rất nhiều những cái sinh hoạt, kể cả ông tổng thống Bush cũng như là các tổng thống, nếu mà có về quận Cam mà có những cái cuộc đi đi đâu đó là đều về Miles Square Park hết thưa quý vị. Thì hiện giờ văn phòng chúng tôi đang có một cái dự án, và cái dự án này nó đã kéo dài cũng 1-2 năm vừa qua thưa quý vị, để mà xây một cái trung tâm văn hóa, một cái trung tâm văn hóa cho các cư dân trong địa bộ. Và trong những cái mục của trung tâm văn hóa đó thưa quý vị, sẽ có những cái trung tâm và cao ốc của cộng đồng Việt Nam của chúng ta và những cái trung tâm văn hóa cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta. Và chúng tôi muốn rằng đó, đây sẽ là cái thủ đô địa hạt số 1 sẽ là cái thủ đô của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta ngay tại miền Nam California thưa quý vị. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, đây không phải là một cái lời hứa viển vông. Mount Square Park là đất của quận dưới cái quyền sở hữu cũng như là dưới cái quyền quản trị của giám sát viên của địa hạt số 1 hiện giờ. Có đất, mỗi đường cho Mount Square tới một dặm lận nên có rất nhiều đất để mà chúng ta xây, và chúng ta đã vẽ và đã có những cái mô hình rồi. Bây giờ cái vấn đề còn lại chắc chắn rằng giám sát viên sẽ chia sẻ
để mà chúng ta thi hành những cái công việc này. Và vào cuối ngày, thưa quý vị, tất cả những cái dự án này chúng tôi chia sẻ với quý vị rất là nhanh, nhưng mà nó đòi hỏi là chúng ta phải có tiếng nói, phải có tiếng nói đích thực trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà đã tranh đấu trong nhiều năm qua, trong nhiều thập niên làm người quốc gia và có cái lòng phục vụ thật sự, không riêng những vài năm vừa qua nhưng mà trong nhiều thập niên đó. Bởi vậy chúng tôi mong rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để mà đi đồng hành với quý vị cũng như là các vị dân cử trẻ trong thế hệ tới sau này để mà tiếp tục tranh đấu, tiếp tục đem lên cái nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam chúng ta một ngày một lớn mạnh hơn, thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã đến đêm hôm nay để mà ủng hộ cho cái cuộc tranh cử này, cái cuộc tranh cử này và cái cuộc tranh cử của quý vị. Và đúng theo cái lời nói của Alexander Tran và đứa con đầu lòng của chúng tôi, Alexander, where are you? Alexander mới ra tranh cử trong cái hội đồng học sinh của thành phố Villa Park High School. Thì chúng tôi phải nói nếu mà tuổi trẻ nó có những cái gì hay thì mình cũng lấy, mình dùng nha. Thì Alexander khi mà ra tranh cử đó, Alex có dùng một cái câu rất là hay, nói rằng như vậy đó là a vote for her is a vote for them, a vote for me is a vote for you. So, a vote for me is a vote for you. All right? Thank you so much. Rất là nhanh, chúng ta có một vài các bạn cũng như là các cộng đồng viên từ cộng đồng mạng, thì chúng tôi muốn nói rất là nhanh để mà kính chào toàn thể quý vị, nhất là các bạn ngoại quốc có mặt ngày hôm nay. First of all, on behalf of the Vantran for 2024 supervisors race, I wanted to thank you for all of you for being here, especially on a very busy night, on a busy Friday night. This is a race that requires a lot of finance and also support from 700,000 residents within District 1, which is the supervisorial district. I am blessed to have the endorsement of the incumbent, Supervisor Andrew Doe, who has helped me and of course will do everything that we can as a team to win this seat, to make sure that this seat will be continue to be represented well, and the issues and also the concerns of the residents of this district and also of Orange County will be addressed adequately. And I promise and I can tell you this with my solemn commitment and pledge for all the residents and constituents of this great county, Orange County here, that I have lived and worked in this district for well over 40 years as a kid. When our family first moved here from Grand Rapids, Michigan, I know this area just as well as the back of my hand. And I can tell you that all the issues and all the problems and all the challenges and also the opportunities that we have here in Orange County, I will be there to fight for you and to support the best interest of all the residents here of Orange County. So thank you so much for being here to support me and to support this campaign, because this is a team effort, a collective effort, but together, united, we will prevail in 2024. Thank you so much for being here today. Next up, you know, it's a real distinct honor. Thật ra đó là chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi rất là cảm động và cảm kích để mà giới thiệu người bạn đồng hành của chúng tôi cũng như là một người mà đã đại diện cho Quận Cam, trong hội đồng giám sát Quận Cam trong 8 năm vừa qua, thưa quý vị, hơn 8 năm vừa qua, và anh đã tranh đấu không biết bao nhiêu chiến dịch
để mà cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng như là các cư dân trong địa hàng số 1 và các cư dân trong quận Trang có tiếng nói cũng như là cái sức mạnh và đã giải quyết những cái vấn đề mà liên hệ đến cộng đồng chúng ta về vấn đề vô gia cư, về vấn đề tâm thần, về vấn đề an ninh công cộng và rất nhiều những cái vấn đề khác nhau. Và riêng với cộng đồng Việt Nam chúng ta, thật sự mà nói, chúng tôi nghĩ rằng là không có ai mà có đủ khả năng cũng như là kinh nghiệm và bản lĩnh để mà đại diện cái nguyện vọng của cộng đồng chúng ta tại hội đồng giám sát của Cam hiện giờ. Bởi vậy nên chúng tôi rất là vui khi mà anh đã mời chúng tôi vào để mà cộng tác cùng làm việc với tư cách là chánh văn phòng của quận Cam vào năm ngoái. Thật sự mà nói, đó là một cái sự hy sinh của cá nhân tôi. Và nhưng mà chúng tôi rất là cảm kích rằng đó là anh với tôi thật sự là không bao giờ, chưa có bao giờ làm việc chung với nhau mà có thể nói là đối chọi với nhau về cái nhiều chính trị trong quá khứ. Nhưng mà nói chung với cộng đồng Việt Nam và cái quyền lợi của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Bởi vậy nên anh thấy rõ đó là cần phải có một người, một vị kế nhiệm đủ khả năng, đủ kinh nghiệm và có cái đức tâm để mà tiếp tục những cái nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng như là những cái dự án cần thiết để mà phải hoàn tất, thưa quý vị. Bởi vậy nên chúng tôi rất là cảm kích và rất là cảm ơn cái sự tin tưởng đó mà hiện giờ chúng tôi làm việc với tư cách là phó cho phó chánh văn phòng của phó chủ tịch hội đồng giám sát quận Cam, đó là luật sư Andrew Đỗ. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời anh Andrew Đỗ, xin quý vị hãy cùng lời chào mừng thật ấm với phó chủ tịch giám sát viên Andrew Đỗ. He's my boss actually. Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn. Kính thưa quý vị, khi mình nghe luật sư Trần Thái Văn trình bày cái suy nghĩ của ông và việc làm của ông thì mình thấy rõ ràng là cái người mà kế tiếp chúng tôi phải là luật sư Trần Thái Văn, phải không quý vị? Chúng tôi cũng rất là cảm kích với những lời mà luật sư Trần Thái Văn vừa mới trình bày. Kính thưa quý vị, trong 8 năm qua chúng tôi làm trong vai trò là giám sát viên, nhưng mà cái 8 năm đó không phải là cái 8 năm duy nhất mà trong career của chúng tôi mà làm việc với quận Cam. Chúng tôi bắt đầu làm việc trên quận Cam từ năm 87, là sau 36 năm chúng tôi đã có mang lại được những cái sự hiểu biết về chính quyền của địa phương, nhất là của quận Cam. Mình hiểu được cách làm việc, thành ra chúng tôi mới có thể trong 8 năm qua đã làm được những cái việc mà chúng tôi đã làm. Thì khi chúng tôi nghĩ tới trong 2 năm nữa mà hết nhiệm kỳ, thì cái câu hỏi là làm sao mình chọn được một người mà có khả năng, có kinh nghiệm, có sự hiểu biết về chính quyền và chính phủ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi muốn chia sẻ một cái khía cạnh của luật sư Trần Thái Văn mà ít người có thể là biết đến. Khi mình làm chính trị, mình có cái vị trí sau bao nhiêu năm thì người ta cứ nghĩ là mình có kinh nghiệm. Nhưng thực sự mình phải có một cái sự mà hiểu biết về luật pháp, mình phải có cái ngành nghề trong cái khu mà luật pháp ở trong nước Mỹ thì mình có thể hiểu được cái thủ tục và cái suy nghĩ, và quan trọng hơn nữa là cái lịch sử của những cái vấn đề mà mình đang đối phó với. Tại vì nó có những cái việc mà nó làm trước, từ trước bây giờ họ vẫn phải tiếp tục. Và luật sư Trần Thái Văn không phải chỉ làm chính trị, ông là một người chính trị gia. Kính thưa quý vị, ông tìm hiểu và học hỏi từ lúc ông còn trẻ cho lên tới đại học, rồi thành luật sư, rồi đã làm công vụ cho cộng đồng trong chính trị 40 năm nay. Đó là tại sao khả năng của luật sư Trần Thái Văn nó không phải chỉ dựa vào những cái chức vụ mà ông đã có, mà là nó từ cái khả năng cá nhân của ông, và nó mang tới cái tâm trí và cái tâm, cái lòng của ông để phục vụ cộng đồng. Như luật sư Trần Thái Văn trình bày, thực sự trong quá khứ chúng tôi có những ứng cử viên có thể là mình đối phó với nhau, nhưng bây giờ chúng tôi ở tuổi này sau hơn 35, gần 35 năm làm luật sư, chúng tôi nhìn lại thì chúng tôi chỉ có một lòng duy nhất là làm sao để phục vụ cộng đồng, và mình hướng dẫn thế hệ trẻ hơn để họ có thể bước tới
trong những thập niên sắp tới để phục vụ cộng đồng. Khi mà mình nói đến những cái dịch vụ mà luật sư Trần Thanh Văn trình bày lúc nãy, thì mình phải có một cái kế hoạch từ cả 30 năm trước, cũng như mình sửa soạn mới được tới ngày nay. Nhưng những cái việc đó, quý vị biết trong chính quyền cái gì nó cũng lâu lắm. Chúng tôi cần phải có một người cùng tâm trí với chúng tôi để tiếp tục làm những cái dự án dài lâu đó. Thì cái người mà có khả năng và nhìn đúng như là cái suy nghĩ của chúng tôi, đó là luật sư Trần Thanh Văn. Tôi rất mừng là ông đã hy sinh để mong cầu cộng đồng. Và thực sự là tôi phải cảm ơn luôn Cindy và các con của anh luật sư Trần Thái Văn đã hy sinh đồng ý để trở lại đường chính trị. Tại vì chúng tôi trong những năm qua, chúng tôi trải qua, chúng tôi biết cái khó khăn như thế nào. Và bây giờ, cái việc mà ở lúc này, trong career, nhiều người đang nghĩ làm chậm lại để được hưởng tiết là về hưu. Thì luật sư Trần Thái Văn thấy cái sự cần thiết, chúng tôi sắp sửa hết cái nhiệm kỳ. Anh đã phải như là văng tay áo lên để làm việc giúp cho cộng đồng. Đó là một cái điều của chúng ta phải rất cảm ơn luật sư Trần Thái Văn trong việc đó. Chúng tôi cũng còn thêm một số danh tử đã nói chuyện nên chúng tôi xin được trình bày tóm gọn cho tới bây giờ. Chỉ có một điểm cuối cùng chúng tôi muốn xin được các quý vị là sự có mặt của quý vị ngày hôm nay là quý vị đã đầu tư cho cái tương lai cộng đồng chúng ta. Mình đã là mỗi một quý vị là một cái viên gạch để xây dựng đây cho cái tương lai. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu và của cải để tới đây phục vụ cộng đồng và ủng trợ và ủng hộ cho luật sư Trần Thanh Văn. Vì là chúng ta quý vị mà ủng hộ trong cái mùa này, cái giới hạn mà quý vị biết là mỗi người có thể cho được $2,500, nó chỉ vượt qua cái cuộc bầu cử sơ bộ thôi. Đến tháng 3 là mình sau đi tới cái cuộc bầu cử chính thức là tháng 11. Lúc đó thì lại được cho thêm 2,500 nữa. Cái việc mà bầu cử này như cho luật sư Trần Thanh Văn trình bày, cái số dân ở trong nhà của chúng tôi là gần 700,000 người. Mình tốn rất nhiều tiền để quảng cáo, để mình có thể mà đi ra để gặp cử tri, để mà mình gửi những cái tài liệu tới từng nhà một. Luật sư Trần Thanh Văn rất cần sự giúp đỡ của quý vị. Quý vị biết bây giờ, sau tháng 3, quý vị sẽ được có cầu đại giúp thêm ngày nữa. Chúng tôi xin được nhắc cái đó trước khi chúng tôi đổ xuống. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và hy vọng là quý vị có được ăn một bữa cơm ngon. Rất là cảm ơn giám sát viên Vinh Đỗ. Chúng tôi cũng xin phép giới thiệu một vài quan khách có mặt ngày hôm nay mà không quản ngại đường xa đã đến cùng với chúng ta ngay từ San Jose, một phái đoàn của anh Huỳnh Lương Tiệm, nhà báo Huỳnh Lương Tiệm, cũng như là anh Đức cũng như là chị Dung, anh Phúc Minh và rất nhiều các vị khách từ bên San Jose đã lái xe xuống đây để mà cùng chung vui với chúng ta. Rất là cảm ơn các anh chị từ San Jose. Và một trong những nhân vật của, có thể nói là bậc tiền bối mà chúng tôi bao giờ cũng kính ngưỡng và cũng là bạn của gia đình của chúng tôi không bao giờ quên cái sự thương mến cũng như là ủng hộ của luật sư và phu nhân của luật sư, đó là luật sư Nguyễn Hồng Nhuận, cựu thứ trưởng của Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng Hòa. Rất là cảm ơn chú và cô Nhuận đã có mặt ngày hôm nay. Tất cả quý vị đều là khách quý cũng như là thượng khách của cá nhân chúng tôi. Chúng tôi không có đủ thời giờ để mà giới thiệu từng người một, nhưng mà chúng ta đều có những cái câu chuyện và chia sẻ nhiều cái hoài bão với nhau. Và sau cùng hết, chúng tôi cũng xin phép giới thiệu một phái đoàn từ Đảng Dân Tộc đó, và được hướng dẫn bởi tiến sĩ Võ Đức Văn cùng các thân hữu và các quan khách từ Đại Hàn, Mr. Kim, as well, and everyone who is here this afternoon. Thank you so much for being here with us this evening. Once again, thank you. Và người diễn giả kế tiếp thì không ai xa lạ gì. Hiện giờ thưa quý vị là một vị nhân cử
cấp tiểu bang, anh vừa mới đắc cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang California, một người kế nhiệm cho cá nhân tôi cũng như là dân biểu Thái Lan Diệp. Nhưng mà quan trọng hơn hết, và anh đã đạt được, phải nói là đạt được một cái mối lịch sử, đó là được đắc cử vào cái chức vụ thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay chào mừng cho tân nhân biểu tiểu bang California, anh Tạ Đức Chí. Thưa quý vị, địa hạt của dân biểu Tạ Đức Chí cũng bao gồm một phần của địa hạt giám sát viên số địa hạt số 1 phải về đây. Chắc chắn rằng không riêng gì trong cái cuộc bầu cử năm tới, nhưng mà sẽ có nhiều những cái công việc và những cái dự án mà chúng tôi sẽ làm việc rất là sát cánh với nhau cùng với văn phòng của dân biểu Tạ Đức Chí. Xin mời ạ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thượng sư Trần Thái Văn, và chúng tôi xin phép kính thưa tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị trường thượng cùng tất cả quý đồng hương. Hôm nay sự hiện diện của tất cả quý vị, sự hiện diện đông đảo của quý vị, các tổ chức hội đoàn, các nhân sĩ trong cộng đồng, các quý vị truyền thông báo chí đã nói lên tập thể người Việt tị nạn của chúng ta tại miền Nam California, tại miền Bắc California vẫn ủng hộ luật sư Trần Thái Văn cho chức vụ giám sát viên quận khác. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi vô cùng hãnh diện thấy được hai luật sư An Chu Đỗ và luật sư Trần Thái Văn đã vì lợi ích cộng đồng, phục vụ cộng đồng, để cho sức mạnh cộng đồng chúng ta càng ngày càng phát triển. Chính vì vậy, vào năm ngoái, luật sư An Chu Đỗ đã mời luật sư Trần Thái Văn về làm chánh văn phòng, và chúng ta cũng đều biết được khi và tập thể người Việt tị nạn của chúng ta đoàn kết thì chúng ta sẽ có sức mạnh về chính trị, chúng ta phát triển, chúng ta giữ vững căn cứ tị nạn của tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Với hơn 8 năm phục vụ trên hội đồng giám sát, chúng ta thấy phó chủ tịch giám sát viên An Chu Đỗ đã để lại rất nhiều những dự án, đã để lại rất nhiều những công việc, những dịch vụ để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho cư dân trong đơn vị số 1. Và ông muốn người kế tiếp sẽ tiếp tục những dự án đó, sẽ là tiếng nói của tập thể, của cộng đồng của chúng ta trên hội đồng giám sát quận cao. Và riêng về luật sư Trần Thái Văn, tôi đã kể về, chúng ta không xa lạ gì, luật sư Trần Thái Văn có hơn 3 thập niên sinh hoạt và cống hiến cho tập thể người Việt của tị nạn của chúng ta. Vào năm 1988, luật sư Trần Thái Văn đã phối hợp để chúng ta có được danh xưng Lý Nhân Sài Gòn đầu tiên tại Hoa Kỳ. Vào năm 1999, chúng ta thấy cái cuộc biểu tình 53 ngày đêm của tập thể người Việt tị nạn của chúng ta chống lại lá cờ Mao tại ngay thủ đô Tinh Thần, và luật sư Trần Thái Văn đã đứng ra để bảo vệ trong biểu tình về khía cạnh luật pháp. Và sau đó ông đã trở thành nghị viên hội thị trưởng thành phố Galero. Ông là tác giả của nghị quyết vinh danh lá cờ vàng đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của nghị quyết cấm cửa tất cả phái đoàn cộng sản đến hai thành phố Westminster và Garden Grove. Và cách đây vài năm, ông không còn trong chính trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông đã là một trong những người đi đầu để chống lại thế lực tiền bạc muốn lũng đoạn thủ đô Tinh Thần của người Việt. Và tập thể người Việt đã cùng luật sư Trần Thái Văn để lên tiếng để giữ vững lại tiếng nói của người Việt quốc gia tại thủ phủ là Liên Sài Gòn cũng như tại thành phố Westminster. Kính thưa tất cả quý vị, cái sự bỏ phiếu, cái sự ủng hộ của tất cả quý vị dành cho luật sư Trần Thái Văn chính là
cái sự ủng hộ phát triển tập thể người Việt tị nạn của chúng ta tại khu vực phía Sài Gòn. A vote for Van Tran is a vote for you and your family. Thank you so much for your support. Thank you for watching! This video has been edited by iMovieLore. Lam Tran.